Rồi, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở cầu Bửu Hòa, cù lao phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chiều ngày cuối năm 2017, 31 tháng 12. Trời Biên Hòa đang nắng nhẹ, hoàng hôn buông xuống vậy, nhiệt độ vào khoảng 30 độ C. Và thủy triều nước đang lớn, đầy ắp nữa vậy. Đây là cảnh miền quê của lô phố. Xa bên kia là cái cầu gành đó vậy. Và đó là hướng thượng nguồn sông Đồng Nai đó. Đây có quán cà phê ngồi uống nước. Thấy thiên nhiên hoang sơ nè. Giữa cái Biên Hòa Sài Gòn náo nhiệt đó, ồn ào, thì đến những cảnh này quý vị cảm thấy rất là yên bình ha. Ok, mời quý vị theo Hải Cao Minh một vòng chiều cuối năm trên cù lao phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đêm nay hãy đón giao thừa ở Biên Hòa quý vị. Bên phải là cà phê Thủy Phong. Lâu lắm rồi mới thấy được cái đồng cỏ rẫy này, rất là yên bình ha. Đó, quý vị đang ở xứ băng tuyết á, thấy cảnh nhiệt đới này thích quý vị ha. Ở nhớ nhà, nhớ quê hương Việt Nam. Bến tàu một cái, một trái là cầu Hiệp Hòa. Rồi thì qua bến tàu thì xem chiều hoàng hôn trên sông Đồng Nai đi bến tàu nha. Sorry quý vị, cái bến tàu đó đã làm cái cầu xong rồi, dẹp rồi. Bây giờ qua cầu Hiệp Hòa. Thì thuận cái chiều thẳng cái hình nó ném gì ha. Cái toàn cảnh cù lao phố, quý vị nào quê ngày xưa ở đây ngắm đỡ nhớ Biên Hòa gì. Việt Nam ngày xưa quê hương là vậy nữa gì. Đồng ruộng rồi nè. Đó, bên trái là vô cầu Bửu Hòa.
là đường Đặng Văn Trơn ấy, ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa. À, phía trước là cầu Hiệp Hòa vậy, đi vô Phà An Hảo à. Chiều hoàng hôn đẹp đi. Bên phải là trường tiểu học Hiệp Hòa, hôm nay được nghỉ Tết Tây này. Ngoài những cảnh này hơi hiếm quý vị ha. Rồi, cánh đồng cỏ. Đây là đất rẫy quý vị, trồng trọt, hoa màu. Bên trái là cái vườn trồng dưa khoai môn ấy. Vô đây mát yên bình lắm vậy. Khói đốt đồng á. À, này là giúp bạn nè, xe Honda đẩy xe chết máy nè, người ta thấy cái chân đẩy đó. Nghe tiếng chim hót cái gì. Rồi giờ đây thấy hàng rào trồng cây xương rồng à. Trị tà ma gì. Rồi chống trộm luôn rồi. Đó, thấy không? Cái mũ này rất là độc. Dính vô mắt là bị đỏ rồi. Đó,
phía trước là dặn mặc áo phao khi đi đò, đi phà là bảo vệ an toàn cho chính mình. À, chuẩn bị đến bến phà An Hảo nè quý vị, qua bên kia là thành phố Biên Hòa nè. Rồi mọi vị theo Hải con mình cuối năm đi phà qua sông Đồng Nai cảm giác thế nào nha. Chiều hoàng hôn buông xuống trên bờ sông Đồng Nai. Ok, thank you. Hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha. Happy New Year quý vị. Bye bye.